Nội dung huấn luyện tập trung vào phần lý luận chung về các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành động của kiếp trực ban, chỉ huy và cơ quan, các tổ nhóm công tác, các phân đội khi nhận tín hiệu chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và luyện tập hành động của chỉ huy cơ quan từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao. Tổ chức luyện tập hành động của chỉ huy cơ quan trong hành quân, trú quân và tổ chức họp đảng ủy đánh giá kết quả chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào huấn luyện các phương án ở khu vực trú quân. Do làm tốt công tác chuẩn bị, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, buổi huấn luyện chuyển trạng thái đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra.